Hiền My xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 trong phần thi trang phục dân tộc. Mới đây, ban tổ chức chính thức công bố top 15 thí sinh có trang phục dân tộc với số điểm bình chọn cao nhất tính đến thời điểm này. Á hậu Huyền My của Việt Nam xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2. Tối ngày 12 tháng 10, vòng thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017, Miss France International đã diễn ra tại Quảng Bình. Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Á hậu Việt Nam năm 2014, Huyền My. Đây là vòng thi mà khán giả luôn chờ đợi để được ngắm trang phục truyền thống của nước nhà cũng như nước bạn. Tại phần thi này, Huyền My đã lựa chọn cho mình chiếc áo dài đỏ rực của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy để trình diễn. Được biết, bộ trang phục lấy ý tưởng hoa văn và pháp lam cung đình Huế làm chủ đạo. Tuy nhiên, tại phần thi của mình, vì những ngày qua bị ảnh hưởng sức khỏe bởi thời tiết, nên phần thể hiện của Huyền My vẫn chưa được trọn vẹn. Ngay sau khi kết thúc đêm thi, cô đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến khán giả cả nước. Mới đây, ban tổ chức chính thức công bố top 15 thí sinh có trang phục dân tộc, có số điểm bình chọn cao nhất tính đến thời điểm này. Á hậu Huyền My của Việt Nam xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2. Dẫn đầu top 15 là đại diện Indonesia. Kết quả này dựa vào lượt like và share của khán giả trên trang Facebook chính của cuộc thi. Theo quy định, một lượt like sẽ được tính 1 điểm, còn lượt share được quy ra 3 điểm. Đại diện đến từ Indonesia xuất sắc dẫn đầu với 2.289.765 điểm. Huyền My của Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 đầy thuyết phục. Đại diện Kia Krombeng đến từ Campuchia xếp ở vị trí thứ 3. Đại diện đến từ Philippines đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng top 15. Đại diện Lào ở vị trí thứ 5. Hiện tại, các người đẹp đang có mặt tại Phú Quốc để chuẩn bị cho những phần thi quan trọng tiếp theo. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của các Miss France International 2017. Những người đẹp này sẽ bắt đầu bước vào phần thi áo tắm vào ngày 17 tháng 10. Sau đó, các cô gái sẽ đến đêm chung kết để tìm ra gương mặt, trở thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017. Bạn trai mới của Phi Thanh Vân bị tố nợ tiền không phải là doanh nhân. Bạn trai doanh nhân của Phi Thanh Vân đang vướng phải nhiều tin đồn xấu trên mạng xã hội. Vài ngày qua, người hâm mộ khá xôn xao khi Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới là Triệu Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc một tổ chức giáo dục. Ông cũng từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân. Phi Thanh Vân chia sẻ cô và Triệu Văn Dương vừa quen nhau được 2 tháng. Người đàn ông này khiến cô nể phục về trình độ và sự hiểu biết của anh. Phi Thanh Vân bộc bạch, tôi yêu anh ấy vì giỏi, chứ không phải vì anh ấy giàu. Bởi bản thân tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, khả năng tài chính vững vàng rồi. Tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bóc phốt bạn trai mới của Phi Thanh Vân, chỉ mới sinh năm 1983, còn khá trẻ tuổi nhưng không phải là doanh nhân thành đạt như nhiều lời đồn đoán. Thậm chí bạn trai nữ hoàng giao kéo còn bị tố nợ tiền rượu của người khác nhưng mãi không trả. Nhiều tài khoản mạng đã tiết lộ sự thật về danh tính bạn trai mới của Phi Thanh Vân. Thậm chí một tài khoản cá nhân còn tố bạn trai Phi Thanh Vân nợ 9 triệu tiền rượu nhưng không trả. Phóng viên đã liên hệ Phi Thanh Vân nhằm tìm hiểu thực hư về sự việc có giống như những thông tin vừa được hé lộ hay không. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi của nữ diễn viên. Trước đó, Phi Thanh Vân chia sẻ vẫn chưa dám nghĩ tới vì cô chỉ vừa mới yêu cách đây không lâu. Cô cần có thời gian tìm hiểu kỹ mọi thứ để gắn bó lâu dài với người mới. Nếu mọi thứ thuận lợi, cũng có thể cô sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Phi Thanh Vân được mọi người biết đến không chỉ vai trò là diễn viên mà là một mỹ nhân nghiện giao kéo. Đồng thời, chuyện tình cảm hôn nhân của cô cũng gây nhiều xôn xao dư luận. Cô cũng từ chối đến 30 người đàn ông theo đuổi và có ý định chăm sóc cho hai mẹ con. Khi ấy, Phi Thanh Vân bộc bạch chỉ muốn dành thời gian kiếm tiền để cho con trai được có điều kiện tốt nhất có thể. Bị loại khỏi thử thách tập 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hoàng Thùy nói gì? Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân sau khi bị loại khỏi ở thử thách đầu tiên của tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017. Trong tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 với chủ đề Tô Thanh Lịch, top 70 thí sinh được học những bài học bổ ích khi tham gia vào một bữa tiệc.
Sau khi được giám khảo Xuân Trang truyền đạt những kiến thức cơ bản, các cô gái bước vào phần thi đầu tiên. Hoàng Thì là thí sinh tiềm năng nhất trong top 70 đến thời điểm hiện tại. Thực hiện thử thách này khá tốt nhưng vẫn mắc lỗi sai khiến cô cũng bị trừ điểm. Kết thúc thử thách, ban giám khảo chọn ra top 13 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và điều gây ngạc nhiên với khán giả là các thí sinh tiềm năng cho chiếc vương niệm như Hoàng Thùy, Mầu Thủy, Trúng Huyền Thanh, Cẩm Tiên đều không được gọi tên. Việc Hoàng Thùy bị loại sớm khiến cô xuất hiện mờ nhạt ở tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2017. Tuy nhiên, sau khi tập 3 phát sóng, Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chân dài đến từ Thanh Hóa cho biết việc cô bị loại do nhầm lẫn chứ không phải do cô làm không tốt. Chia sẻ của cựu huấn luyện viên The Face nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó vài phút, Hoàng Thùy đã nhanh chóng xóa dòng chia sẻ này đi. Hiện chúng tôi đang liên hệ với Hoàng Thùy để tìm hiểu thêm về câu chuyện nhầm lẫn khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Trước đó, trong tập 2 của chương trình, Hoàng Thùy thể hiện xuất sắc các thử thách đề ra. Cô còn khiến khán giả vô cùng tự hào khi tự tin hô to hai chữ Việt Nam trong thử thách các quốc cùng trang phục dân tộc. Vĩnh Thụy, mì người tình đơn phương, chơi hồ đồ không xứng danh đàn ông. Chia sẻ mới nhất của Lâm Khánh Chi trên trang cá nhân đã khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm ám chỉ tới Vĩnh Thụy, không xứng đáng là một người đàn ông. Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi và siêu mẫu Vĩnh Thụy gây xôn xao cộng đồng mạng khi xuất hiện nguồn tin cho rằng cả hai từng có mối quan hệ tình cảm từ 10 năm trước. Sau khi một trang báo khẳng định, Lâm Khánh Chi từng yêu một ca sĩ tên DT, Vĩnh Thụy và một cầu thủ nổi tiếng. Ngay lập tức Vĩnh Thụy đã chụp lại màn hình thông tin này và đăng tải lên trang cá nhân, bức xúc cho biết quá xàm, vớ vẩn. Về phía Lâm Khánh Chi, sau một ngày im lặng, cô đã có những chia sẻ khá ẩn ý trên trang cá nhân, khiến ai cũng cho rằng nữ ca sĩ chuyển giới đang ám chỉ tới Vĩnh Thụy. Em không xứng đáng là người đàn ông mà chị yêu mến và trân trọng. Vẻ đẹp bên ngoài ai chẳng có, chỉ cần tô quẹt tí là xong, vẻ đẹp trong tâm hồn thì mới khó, cố gắng vẽ vời cũng bằng không, Lâm Khánh Chi viết. Dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ tới Vĩnh Thụy. Rất nhiều khán giả, bạn bè lên tiếng ủng hộ Lâm Khánh Chi. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng có dòng chia sẻ ngắn với báo giới. Tôi đã nhắn tin cho Vĩnh Thụy, hỏi xàm là sao? Và Thụy nói, tại sao trên báo viết Thụy và Chi từng có thời gian yêu nhau say đắm? Tôi cũng nói trong cuốn tự truyện chỉ nói có tình cảm với Vĩnh Thụy chứ không hề nói cả hai yêu nhau và Vĩnh Thụy đã suy nghĩ sai. Tôi cũng chưa từng nói tôi và Vĩnh Thụy yêu nhau. Tôi chỉ nói với báo chí có tình cảm với Vĩnh Thụy ngày xưa thôi và trong cuốn tự truyện cũng vậy. Tôi cũng đính chính chưa bao giờ tôi và Vĩnh Thụy yêu nhau. Vĩnh Thụy viết status thế tôi rất buồn và nếu tôi biết Vĩnh Thụy là một con người như vậy thì tôi không bao giờ nhắc đến tên Vĩnh Thụy trong cuốn tự truyện. Trước giờ tôi vẫn nghĩ Thụy là một người đàn ông rất lịch lãm, có học, văn minh, ga lăng, chứ không phải một Vĩnh Thụy viết status trên mạng như vậy. Lâm Khánh Chi và Vĩnh Thụy từng có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai cũng từng tham gia show truyền hình thực tế vài năm trước. Trước đó, Lâm Khánh Chi làm dư luận tò mò khi tiết lộ về người đàn ông khác mà cô từng yêu trong cuốn tự truyện lột xác, trích đoạn cuốn tự truyện gần đây với tựa đề Phút Say Nắng VT, đề cập đến người đàn ông VT cũng tham gia game show vào năm 2015 với Lâm Khánh Chi tại Thái Lan. Trong quá trình quay, sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển giới không được tốt và Vĩnh Thụy luôn có những hành động giúp đỡ bên vực cô. Anh gọi cô là công chúa, còn cô xem anh như hoàng tử trong lòng mình. Cô thích ủi quần áo, nấu mì cho anh ăn vì điều đó làm cô hạnh phúc. Khi trích đoạn này xuất hiện trên mạng xã hội, khán giả cho rằng người đàn ông tên VT mà Lâm Khánh Chi cảm nắng chính là người mẫu Vĩnh Thụy. Bộ trang phục dân tộc nặng 30kg của Huyền My xếp F-Chart ở Miss Grand International 2017. Huyền My chính thức nằm trong top 30 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất của Miss Grand International 2017. Tối ngày 12 tháng 10, vòng thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017 Miss Grand International đã diễn ra tại Quảng Bình. Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi này là Á hậu Việt Nam năm 2014 Huyền My. Đây là vòng thi mà khán giả luôn chờ đợi nhất để được ngắm được trang phục truyền thống của nước nhà cũng như nước bạn.
Tại phần thi này, Huyền My đã lựa chọn cho mình chiếc áo dài đỏ rực của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy để trình diễn. Được biết, bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng hoa văn và Pháp làm cung đình Huế làm chủ đạo. Tuy nhiên, tại phần thi của mình, vì những ngày qua bị ảnh hưởng sức khỏe bởi thời tiết nên phần thể hiện của Huyền My vẫn chưa được trọn vẹn. Ngay sau khi kết thúc đêm thi, cô đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến khán giả cả nước. Chiều ngày 14 tháng 10, ban tổ chức chính thức công bố top 30 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Tính đến thời điểm này, Á hậu Huyền My của Việt Nam đứng thứ 29, dẫn đầu top 30 thuộc về đại diện nước Cộng hòa Séc. Kết quả này dựa vào lượt like và share của khán giả trên Facebook chính của cuộc thi. Theo quy định, một lượt like sẽ được tính là 1 điểm, còn lượt share là quy ra 3 điểm. Vị trí thứ 2 thuộc về đại diện England. Thí sinh Thái Lan xuất sắc có mặt trong top 3 bộ quốc phục đẹp nhất. Ngoài ra, một số trang phục dân tộc được khán giả đánh giá cao cũng không nằm trong top 30 bộ trang phục đẹp nhất như bộ quốc phục của thí sinh đến từ Indonesia đứng ở vị trí 15, Myanmar xếp ở vị trí thứ 13, Malaysia ở vị trí thứ 19. Bộ quốc phục của thí sinh Lào được khán giả yêu mến chỉ xếp ở vị trí 18. Nam diễn viên người phán xử bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh như hot girl. Nam diễn viên Giảng Quốc Đam nổi tiếng với vai diễn Trần Phú trong phim Người phán xử đã bí mật tổ chức đám hỏi cùng cô dâu xinh đẹp như hot girl tại quê nhà. Sáng ngày 14 tháng 10, nam diễn viên Giảng Quốc Đam hay còn được khán giả gọi bằng cái tên Tú Người phán xử đã tổ chức đám hỏi tại quê nhà Thái Nguyên. Nam diễn viên khá tín tiếng nên ít ai biết được thông tin này và những hình ảnh trong lễ ăn hỏi của anh được các đồng nghiệp đăng tải lên trang cá nhân. Được biết, nam diễn viên chỉ mời một số bạn bè trong làng giải trí và làm đám hỏi khá đơn giản với người thân họ hàng hai bên gia đình. Giảng Quốc Đam vô cùng điển trai trong ngày ăn hỏi. Chú rể diện áo vest đen và mang kính đen cực ngầu chụp hình cùng những người bạn. Điều gây chú ý nhất là cô dâu vô cùng xinh đẹp như hot girl. Giảng Quốc Đam là diễn viên trẻ tham gia khá nhiều bộ phim như Khi đàn chim trở về 3, Câu hỏi số 5 hay Khép mắt chờ ngày mai. Với khả năng diễn xuất đa dạng của mình, anh được thử sức với nhiều dạng vai. Anh hiện là một gương mặt xuất hiện trên sóng truyền hình với tần suất khá cao với đủ mọi dạng vai. Trong các bộ phim, anh thường được giao vai xã hội đen. Tuy nhiên, sau bộ phim Người phán xử, cái tên Quốc Đam mới chính được khán giả chú ý. Với lối thể hiện phong phú đã chứng minh khả năng diễn xuất của anh. Hoàng Thùy Mâu Thủy bị loại ngay thử thách đầu tiên tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017. Kết thúc thử thách, ban giám khảo chọn ra top 13 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và điều gây ngạc nhiên với khán giả là các thí sinh tiềm năng cho chiếc vương niệm như Hoàng Thùy Mâu Thủy lại bị loại. Trong tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 với chủ đề Tô Thanh Lịch, top 70 thí sinh được học những bài học bổ ích khi tham gia vào một buổi tiệc. Họ được hướng dẫn về cách đi đứng, cách ngồi, cầm dao, muỗng, đĩa, ly như thế nào, thể hiện sự thanh lịch. Sau phần hướng dẫn kỹ lưỡng và chi tiết, các thí sinh lần lượt bước vào phần thử thách với sự giám sát của Hót Phạm Hương và giám khảo bà Lê Thị Xuân Trang. Hoàng Thùy và Mâu Thủy, hai thí sinh tiềm năng nhất trong top 70 đến thời điểm hiện tại, thực hiện thử thách này khá tốt, nhưng vẫn còn mắc lỗi sai, khiến cả hai người cũng bị trừ điểm. Mâu Thủy bị trừ điểm vì quên sắp xếp vị trí nhận chiếc ly. Dù hoàn thành tốt thử thách, nhưng không may đến phút cuối Hoàng Thùy lại bị trừ điểm vì lỗi khăn bàn không thẳng. Cẩm Tiên cũng mắc khá nhiều lỗi khi thực hiện thử thách. Kết thúc thử thách, ban giám khảo chọn ra top 13 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và điều gây ngạc nhiên với khán giả là các thí sinh tiềm năng cho chiếc vương niệm như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Trúng Huyền Thanh, Cẩm Tiên đều không được gọi tên. Ngược lại, một số thí sinh kém nổi bật như Mỹ Duyên, Hennie, Bùi Lý Thiên Hương mới là người chiến thắng thử thách để bước vào vòng tiếp theo. Top 13 bước tiếp vào vòng sau thiếu vắng những gương mặt tiềm năng mà khán giả kỳ vọng. Thí sinh Chu Thị Minh Trang là người chiến thắng thử thách tập 3.